Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Tôi tên là Lê Trần Minh Hiếu, tôi năm nay 25 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo Phật. Tôi có ba mẹ, hai chị gái và một anh trai. Gia đình rất yêu thương tôi vì tôi là con út. Lúc nhỏ tôi cũng khá siêng năng học hành. Cho tới học lớp 8 thì tôi có tụ tập với những đứa bạn ở trong trường. Tôi tập tành hút thuốc lá và tôi biết hút thuốc lá từ năm tôi học lớp 8. Tôi biết tới ma túy đá khi tôi học lớp 10. Và khi nghe những người bạn của tôi giới thiệu về nó, chơi thử đi cho biết, thì tôi nghe như vậy thì lòng tôi cũng muốn thử cho biết cảm giác nó như thế nào. Và tôi đã nghiện ma túy đá ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Tôi là mẹ của Hiếu. Hiếu lúc còn nhỏ Hiếu rất có ngoan, Hiếu rất có hiếu với cha mẹ. Nhưng mà ngày đi học thì Hiếu lớn, Hiếu theo bạn bè, Hiếu đi chơi lêu lỏng. Thì Hiếu đi, Hiếu có khi một ngày về, hơi hai ngày, có khi một tuần. Tôi buồn quá tôi mới đi kiếm. Tôi tụ tập đánh lộn, phá làng phá xóm. Chúng tôi tụ tập trộm cướp trong xóm. Chúng tôi giật dây chuyền điện thoại để có tiền tiêu xài sử dụng ma túy. Thì mấy anh em ở trên nhóm Hội Thánh Bình Mỹ, mấy anh xuống mới nói là thôi, tôi cũng than phiền hoàn cảnh tôi vậy. Thì mấy anh mới nói là bây giờ chị cứ tin Chúa đi, rồi Chúa Giêsu sẽ cứu gia đình chị. Nên tôi mới nói là Chúa là ai tôi chưa có biết Chúa. Nhưng mà nói nhiều lần vậy tôi mới nói là thôi, bây giờ con tôi nó bỏ nhà nó đi lưu lỏng vậy, thì bây giờ nếu mà Chúa cứu được con tôi thì gia đình tôi sẵn sàng tin Chúa ngay, không có suy nghĩ gì hết. Tôi cố gắng tìm cách thoát khỏi ma túy bằng sức của tôi. Tôi tự giam mình trong phòng, nhưng chỉ được vài ngày. Tôi có nhờ chị của tôi mua thuốc ngủ cho tôi, chỉ mong rằng khi uống thuốc ngủ thì tôi sẽ qua cơn nghiện. Nhưng chỉ được 2-3 lần thì tôi cũng lờn thuốc. Cuộc đời tôi cứ như vậy, cứ đâm chém, nghiện ngập. Cho tới một ngày tôi gặp được một người quen cũ của tôi, người đó theo đạo Tin Lành. Sau 10 năm gặp lại Hiếu thì tôi thấy thân hình của em rất là tiều tụy, nhìn thấy đáng thương lắm. Rồi tôi mời em đến điểm nhóm Bình Mỹ để nghe về Chúa Giêsu. Thì em nghe nhưng mà em không tin. Người đó nói về Chúa Giêsu cho tôi biết. Khi nghe thì tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện. Thì tôi về nhà, tôi vẫn là con người tệ hại. Tôi không ngủ được, tôi chỉ cầu nguyện Chúa. Chúa ơi hãy cứu lấy gia đình con. Con nó hư hỏng vậy, xin Chúa hãy cứu giúp cho nó. Thì Chúa đáp ứng lời tôi. Và thật vậy, khi tôi kêu cầu Chúa Giêsu ở trong tuyệt vọng thì Chúa đã ban cho tôi hy vọng ở trong Ngài. Có một đêm Hiếu có gọi điện cho tôi, nói với tôi rằng anh ơi em rất là tuyệt vọng. Thì trong đêm đó em mới gọi điện cho chúng tôi. Chúng tôi đến cầu nguyện cho em và giới thiệu cho em chỗ đó là nơi để mà giải cứu những người nghiện ngập ma túy giống như Hiếu vậy, nhờ quyền năng của Chúa Giêsu. Thì Hiếu nghe như vậy thì Hiếu bằng lòng đi, và tôi đã dẫn Hiếu đi đến đó. Tại đó, những con người giống như tôi, họ được tình yêu thương của Thiên Chúa giải cứu ra khỏi tội lỗi. Khi vào đó thì tôi được phát cho một quyển kinh thánh và tôi đọc kinh thánh hàng ngày. Tôi được anh em tại đó, tôi được mục sư tại đó cầu nguyện cho tôi. Tôi được hát ngợi khen thờ phượng Chúa. Tôi được học lời Chúa với anh em. Em mới vừa vào trong trung tâm thì em có làm chứng lại là sau 3 ngày em cầu nguyện và đọc kinh thánh thì em hoàn toàn bỏ thuốc lá, em không nghiện thuốc lá nữa.
Và những ngày sắp tới thì em cứ ham mê học lời Chúa, rồi lời Chúa thay đổi em, rồi em trở thành một con người từ bỏ những cái thói hư thật xấu và những con người cũ của em được giải cứu hoàn toàn bởi Chúa Giêsu. Và dần dần tôi thấy rằng Chúa Giêsu đã phục hồi những cảm xúc của tôi mà trước đây tôi tưởng rằng mình không có cảm xúc đó. Chúa cho tôi biết cười, biết khóc, biết suy nghĩ tới gia đình tôi. Chúa cho tôi biết hiếu kính ba mẹ tôi. Tôi xuống dưới tôi thăm Hiếu thì Hiếu nói là mẹ, dỗ dài tôi nói mẹ yên tâm, con của mẹ giờ là quan rồi chứ không phải như hồi xưa nữa đâu. Mẹ yên tâm, mẹ đừng suy nghĩ gì hết. Mẹ ơi, có Chúa cứu con rồi, Chúa thay đổi tấm lòng của con. Giờ con chỉ biết mẹ với gia đình thôi. Thì tôi mới mừng quá, tôi ôm Hiếu, tôi mới khóc. Nói con mẹ ơi, cảm ơn Chúa thật nhiều. Thì chỉ có Chúa mà cứu được gia đình mình vậy thôi chứ không có ai được hết. 4-5 tháng về Hiếu cai nghiện xong, Hiếu về thì Hiếu rất tốt, Hiếu quan lắm, Hiếu rất tốt lắm. Hiếu về đến nỗi giờ làm cái gì nha, nhiều lúc quét nhà cũng không cho mẹ quét, mẹ ơi đừng quét để con, rửa chén cũng ra con, cái gì cũng con. Nửa đêm 8-9 giờ 10 giờ gì ra ngồi rửa chén một mình, mẹ nói thôi để mẹ làm, con không có làm. Cái nhiệm vụ này không phải của mẹ, để con làm, con hả, con hồi nào giờ con làm cho mẹ buồn. Nhưng bữa nay con hứa với mẹ con không cho mẹ buồn nữa đâu, mẹ có thể cố gắng lên, mẹ có vui vẻ là con không có cho mẹ buồn gì nữa hết. Thấy vậy là tôi mừng quá, tôi cảm tạ Chúa nhiều lắm. Tôi nói thiệt, Chúa cho tôi biết yêu thương vợ tôi và con của tôi hơn, cho tôi biết lại phép với ba mẹ vợ của tôi, và gia đình vợ tôi không còn ghét tôi như trước nữa. Tôi không còn rủa sả người khác, tôi không còn chửi bới người khác nữa. Thay vì lúc trước mỗi lần ra ngoài đường tôi luôn tìm cách để làm đổ máu người khác, nhưng nay mỗi khi ra đường tôi nhìn những người khốn khổ hơn tôi, tôi biết yêu thương họ, tôi biết giúp đỡ họ. Ngày nay thì Hiếu giúp đỡ cho những người bạn về biết về Chúa Giêsu để được giải cứu giống như Hiếu. Và giờ đây tôi không còn hút thuốc lá nữa, tôi không sử dụng ma túy nữa, tôi không chửi thề, tôi không nhậu nhạt nữa. Là những thứ mà trước kia tôi tự cố gắng bằng sức của tôi nhưng không làm gì được. Nhờ có Chúa mới giúp được nhà tôi vậy, mới giúp cho Hiếu được ngày hôm nay. Cảm tạ Chúa thật nhiều. Chính quyền năng của Chúa Giêsu đã giải cứu tôi khỏi những tội lỗi đó và ban cho tôi một đời sống mới như lời Chúa đã chép trong Kinh Thánh. Vậy nếu ai ở trong Chúa Giêsu thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Nếu mà ai mà trúng hoàn cảnh như tôi thì hãy tìm đến Chúa, chỉ có Chúa mới cứu được thôi, chứ còn không có ai mà cứu được hết. Tôi cảm thấy gia đình tôi là bế tắc rồi đó, nhưng mà Chúa đến kịp lúc kịp thời để cứu gia đình tôi. Ước ao rằng những ai đang xem chương trình này cũng sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa Giêsu. Những ai đang bất lực trước những tội lỗi, những ai đang ở trong tội lỗi giống như tôi lúc trước, không thể tìm thấy lối thoát, thì tôi tha thiết mời gọi mọi người hãy kêu cầu cùng Chúa Giêsu, hãy đến với Chúa Giêsu, hãy tin Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vẫn đang chờ đợi mọi người. Ngài sẵn sàng tha thứ cho những ai kêu cầu danh Ngài. Ngài sẵn sàng giải cứu cho những ai chịu tin nhận Ngài. Ước ao rằng mỗi chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu vẫn đang thay đổi tôi mỗi ngày. Thật cảm ơn Chúa. Ngay giờ này, xin quý vị hãy mở lòng mình để tiếp nhận ơn cứu rỗi từ Đấng Christ. Như lời Chúa đã nói, vì ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ thì cửa sẽ mở.
Xin quý vị nào muốn đón nhận Chúa vào đời sống mình hoặc có thắc mắc về niềm tin và cuộc sống, xin liên lạc với chúng tôi qua hộp thư Hỏi Đáp Niềm Tin avong@gmail.com. Không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Kính chúc quý vị có một quyết định sáng suốt, đầy ơn phước ngay từ hôm nay. Vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, nên xin tạm chấm dứt tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ an khang thịnh vượng trong vòng tay thương yêu của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VTV Chủ nhật ngày 19 tháng 9 2021 vào lúc 11 giờ sáng giờ Hòa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV, xin email về vtvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình.